Rồi, xin chào. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cái này là cái tua vít lực của hãng Tokichi, model là 5FTD2 gạch S ha. Đây là cái hộp bên ngoài nè. Rồi, chúng ta sẽ mở hộp ra ha. Đây ha. Rồi. Ra thì chúng ta thấy như thường lệ của hãng Tonichi thì cũng gồm có cái giấy chứng nhận đã hiệu chuẩn ha, Certificate of Calibration ha. Đây có những cái giá trị hiệu chuẩn đây ha. Một mặt thôi ha. Đây là cái hướng dẫn sử dụng và cái catalog thôi ha. Operation instruction ha, có hướng dẫn sử dụng đây ha. Để chúng ta đọc thì chúng ta biết thôi ha. Đây là những cái phụ kiện kèm theo của nó, đây những cái bit ha. Những cái đầu bit của nó ha. Có hình đây ha. Bit chúng ta chọn cái đầu bit như thế nào ha. Nó có model hết ha. Đây ha. Đây, có model đó hết ha. Rồi, ở đây là máy chính ha. Ta thấy cái đây, bỏ để trong một cái hộp hai ba lớp ha. Rồi. Đây là cái số chính này ha. Đây ha, đây là cái mặt dial của nó, cái mặt đồng hồ của nó ha. Đây là cái đầu ấy đây, cái đầu này chúng ta gắn vít vào ha. Chúng ta thấy nó là cái đầu phía trong nó là lục giác nha ha, gắn cái đầu lục giác nha ha. Rất là đẹp nha, rất là gọn ha. Đây mặt này có ghi cái xuất xứ của nó đây, made in Japan ha. Đây, hàng rất là xịn sò, rất là đẹp ha. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng nha ha. Chúng ta thấy đây là trên đây nó có ghi cái khoảng đo của nó luôn nè ha. Cái khoảng đo của nó là từ là 5 kg lực nhân cm ha. Cm thôi. Độ chia nhỏ nhất của nó là mỗi cái vạch chia nó là 0.1 kg lực nhân cm ha. Và ở dưới thì nó có ghi có các cái số serial number đây ha. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của hãng Tonichi nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.